Tập 1. Tiểu Ô Quân, hát khúc nhạc gì đó? Tiểu A Âm, sao cô lại về đây? A Âm, ta vừa đưa cô đi lịch kiếp 17-18 năm cho cô thân phận công chúa, sao lại kết thúc nhanh như vậy? Chẳng lẽ ngay cả khí chân long của hoàng gia cũng không đỡ lại nỗi giận xui của nhà đầu nhà cô? Ngươi quên, ngươi từng nói gì rồi sao? Lúc đưa ta đi lịch kiếp, ngươi nói kiếp này chắc chắn sẽ yên vui lâu dài. Nhưng kết quả ra sao? Bị chính hoàng huynh ruột. Cũng là kiếp số tệ hại. Đúng là diêm dương dễ gặp, quỷ sứ khó dây. Đoạn đường này ta đã đi hơn 20 lần rồi, chừng nào mới kết thúc được đây? Tiên quân nhà nào vậy nè? Phong thái ngời ngời quá, có gì đâu mà nhìn. Nhưng sao trong ngày ấy buồn rầu vậy chứ? Ta biết, hình như ngàn năm trước một nữ tiên quân ngài ấy thích phải lòng hồ dương của yêu tộc. Nữ tiên quân đó giúp hồ dương quỷ diệt lên sơn tiên giới, khơi mào đại chiến tiên và yêu. Ngài ấy đích thân dùng pháp khí chém nữ tiên quân mình yêu đến tan hết tiên nguyên, ngày trước bao quân. Vậy nên năm nào ngài ấy cũng đến xem liệu có tìm được chút tiên nguyên tàn động của nữ tiên quân đó không. Đã mất hết tiên nguyên rồi mà vẫn không chịu buông tha cô ấy, đúng là dã man thật chứ. Âu cũng chỉ là tự an ủi lòng mình mà thôi. Cũng đúng, đã nỡ chính tay chém chết cô ấy thì còn dây dưa làm gì? Nếu ta mà là nữ tiên quân kia thì ta sẽ chặt mặt của hắn đời đời kiếp kiếp. Đi nha. À phải rồi, vừa rồi Tiểu Ô Quân nói vị nữ quân dẫn đến đại loạn tiên yêu kia tên là gì hả? A Âm, ta hỏi cô ấy tên là gì? Tên là A Âm. Cái người vừa nãy có phải là A Âm không? Trên đời này còn đâu A Âm nữa. Thần quân đã quên kiếm nguyên thần của ngài là pháp khí tối thượng sao? Dưới kiếm lấy đâu ra người sống sót nữa? Tất cả đều là ảo giác của điện hạ mà thôi. Rồi sẽ gặp lại nhau.
Sư huynh, sư huynh. Sư huynh, ta đã tập xong công pháp huynh dạy ta rồi. Nhà đầu này được ấp trong giỏ suốt trăm năm, cuối cùng cũng sắp niết bàn giáng thế rồi. Tam giới sống yên biển lặng lâu như vậy rồi, đúng là cũng nên có chút chuyện vui. Tham kiến bệ hạ. Ở đảo Ngô Đồng chúng ta cứ gọi bổn tọa là Phượng Hoàng. Dạ. Truyền lệnh của bổn tọa tuyên cáo thiên hạ, đảo Ngô Đồng sẽ thiết đãi khách khứa để chúc mừng. Còn Phượng Hoàng Lửa thứ hai giáng thế. Từ khi tổ thần khai thiên lập địa, Phượng Hoàng Lửa luôn là một con chết đi thì mới có con mới sinh ra. Đây mới là lần đầu Phượng Hoàng đương nhiệm vẫn còn mà Phượng Hoàng Lửa thứ hai đã được sinh ra. Chỉ e là Phượng Uyên đang chờ để giao lại trọng trách của Phượng tộc cho Phượng Hoàng nhỏ, rồi đi ngao du nhàn nhã đây. Bái kiến Giàn Trúc sư thúc. Sư tôn, lễ vật đã chuẩn bị xong. Cổ Tấn là chỗ quen biết cũ của Phượng Đế, để nó đi tặng quà đi. Cũng gần đến giờ rồi, tiểu sư đệ của con đâu? Đệ tử đã sai người đi tìm rồi. Đây là rượu văn tiên trăm năm mới có một giò, chỉ còn lại vào cuối cùng mà thôi. Chư vị ra giá đi. Ta ra một nhành cỏ linh chi quy xà của đảo Vạn Nghi ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ thì có là gì chứ? Bổn quân ra một món đồ có một không hai, đó là 200 năm tu vi của bổn quân. 200 năm tu vi. Cổ Tấn, ngươi cố tình chống lại lão tử có đúng không? Rượu văn tiên lần nào cũng bị một mình ngươi mua hết, có cần phải ích kỷ vậy không? Ngươi ra giá cao thì được mà. Không sao. Ai đây? Bà chủ, ta là đệ tử của núi Đại Trạch, chính phái tiên môn chuẩn chỉnh. Linh lực 200 năm đủ đổi lấy giò rượu này chứ? Giao kèo, đà tạ. Linh lực 200 năm hả? Cổ Tấn, vì một ngụm rượu mà không màng cả thanh danh và núi Đại Trạch nữa sao? Sao đồng qua thượng quân lại nhận một tên đồ đệ phế vật như ngươi chứ? Ngươi không được uống thì mới hỏi ra câu ngu như vậy đó. Ngươi từng uống rồi sẽ chỉ nói rượu ngon. Làm một ngụm đi. Không uống thì thôi. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, cuối cùng ta cũng tìm được ngài rồi. Sư điệt, đến đúng lúc đó.
đem tu vi 200 năm của ta trả cho bà chủ đi. Hả? Cái gì? 200 năm bà chủ chuyện này? Tiểu sư thúc, đệ tử con mới dẫn đây sao? Dân, đứa nhỏ này vừa từ nhân gian tu lên thượng giới, con thấy căn cơ khá tốt nên đã thu nhận. Được, bổn tọa ban tiên hiệu cho con là Thanh Y. Còn không mau bái tạ sư tổ đi. Thanh Y bái tạ sư tổ. Đứng lên đi. Con tu luyện cho tốt, tương lai chắc chắn sẽ làm nên việc lớn. Trên núi Đại Trạch này ai ai cũng có thể học, chỉ có tiểu sư thúc của con là thiếu nghiêm chỉnh, tuyệt đối đừng học theo. Sư tôn, sư tổ. Sư tổ, tìm thấy tiểu sư thúc rồi. Làm sao vậy nè? Tiểu sư thúc cược rượu với người ta ở phố Tiên, thua sạch 200 năm linh lực của mình rồi. Cái gì? Đệ ấy cũng chỉ mới có 200 tuổi. Thì đó, con phải xin xỏ đứt lưỡi thì mới trả cho người ta một đống pháp khí. Cuối cùng còn đồng ý để người đến quán rượu của cô ta đề chữ, mới chịu trả người về. Quan đường, tiểu tử thối. Sư tôn, cũng không còn sớm nữa, cứ đợi sư đệ về rồi hẳn lên lớp. Các con ngồi trên xe Tiên Tuyết Viên đi đi. Thanh Y à, con vừa đến thượng giới, cũng theo tiểu sư thúc của con đi mở mang tầm mắt đi. Dạ sư tổ. Thanh Y, trông chừng tiểu sư thúc cẩn thận, tuyệt đối đừng làm mất mặt núi Đại Trạch. Thanh Y sư đệ, số đệ may thật đó. Vừa mới phi thăng đã được vào làm đệ tử của núi Đại Trạch. Đệ có biết núi Đại Trạch là tiên môn nhất đẳng không? Tiên môn nhất đẳng, vậy có phải chúng ta lợi hại nhất không? Cửu Châu Bát Quan này tôn vinh thượng đế viễn cổ, dưới thần giới trên nhân giới, còn có tiên, yêu, u minh là hạ tam giới. Thần giới là nơi chân thần trú ngụ. Chỉ có những ai tu thành thượng giới mới có thể phi thăng lên. Chỉ tiếc là cánh cổng của thần giới đã lâu lắm rồi không mở ra. Vốn dĩ ta còn tưởng làm tiên đã là hết đất rồi chứ không ngờ còn có thể thành thần. Vậy có phải tiên giới chúng ta thuộc quản lý của thần giới không? Phải, mà cũng không phải. Vạn vật trên đời đều có cách vận hành riêng, tam giới cũng có chủ riêng. Thần giới rất ít khi can thiệp vào chuyện của hạ tam giới. Sư tôn, người kiên quyết để cổ tấn đến đảo Ngô Đồng là vì thân phận của y sao? Hạ tam giới, ngoài ba sư đồ chúng ta ra, thì chỉ có thiên đế và trưởng cung trung Thanh Trì là biết thân phận thật của cổ tấn, là quyết mạch chân thật. 200 năm trước, đại kiếp diệt thế xuất hiện. Phụ thân của Nguyên Khởi Đế Quyến đã hy sinh thân mình để ngăn chặn kiếp nạn này. Mẫu thân của cậu ấy nghi hợp vì thương tâm tột độ mà đã đóng cửa thần giới, từ đó toàn tâm toàn ý cứu vớt Đế Quyến thần quân. Thương thay Nguyên Khởi chịu đả kích này, không biết vì lý do gì mà mất hết thần lực. Mẫu thân của ngài ấy đã đưa ngài ấy xuống hạ giới để lịch luyện. Phượng Hoàng Lửa là linh thú của chân thần. Phượng Hoàng nhỏ mới chào đời, có quan hệ sâu xa với cổ tấn. Vậy nên chuyến này buộc phải để cậu ấy tự đi. Cứu giới tam giới sau khi thành thần lợi hại đến vậy sao? Thành thần thì có gì mà hay ho chứ? Lạnh như băng, chẳng có gì thú vị. Tiểu sư thúc, chẳng lẽ thúc từng tới đó rồi sao? Chưa. Đoán vậy? Mới thành tiên hả? Vâng, tiểu sư thúc. Được, con đã gọi ta là tiểu sư thúc, thì sau này ta bảo kê cho con. Tiểu sư thúc, linh lực 200 năm duy nhất mà người có cũng mất rồi, người dùng gì bảo kê con đây? 200 năm linh lực thôi mà, đợi đến sau này người sẽ biết. Chúng ta chẳng có gì ngoài thời gian hết. 200 năm linh lực thôi, chơi tí là có lại ngay. Ta chẳng quan tâm. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, đừng có nhắc nữa. Sư phụ đã lấy lại cho người rồi đây, người mau cất cẩn thận đi. Đà tạ sư tôn.
Người vẫn quan tâm thế còn gì. Có ít còn hơn là không. Mặc dù nếu con mà bị ai tẩn, tiểu sư thúc không bảo vệ được con, nhưng nhắc đến ăn uống vui chơi thì hỏi ta là chuẩn nhất đó. Linh Phong, kia không phải là xe tiên tiết viên tiền thiên đế tặng cho Đông Hoa thượng quân sao? Chắc chắn trong đó là tên đồ đệ ăn hại của ông ấy. Xử hắn đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Ngựa, thanh dân, cho ngựa dừng lại. Linh Phong. Dạng nghi lão đệ à, lâu lắm không gặp, lâu lắm không gặp, bao bao bời giàu. Lão đệ Đông Hải Long Dương, lâu lắm không gặp, bời giàu bời giàu. Bụng quần dán tới đông vui như vậy, sao có thể thiếu ta cho được? Thế này không nhận ra ta nữa rồi. Thiên đế đại nhân, cháu dâu của Thủy Linh Linh ta đã ra khỏi vỏ chưa? To gan, yêu quân Hồng Nhược, đây là chuyện hệ trọng của tiên giới. Ai cho phép cô đến làm loạn? Đồng Hải Long Dương không biết đây rồi. Hồng Nhược yêu quân là bạn chí cốt lâu năm của Phượng Hoàng. Đến đây gửi lời chúc phúc đó. Thư gửi cho cô, đã gửi đi từ 3 ngày trước. Mấy ngày nay, ngươi đã làm gì? Ta đi qua hải giới, Ngao Lâm Long Dương cai trị. Phát hiện có mấy con rắn chín đầu đang làm loạn, nhất thời ngứa tay nên đã không kìm được mà chém chúng. Đông Hải Long Dương, ta thấy ông cai trị cũng chẳng bình yên là mấy. Cô, thôi, cô đó vẫn không bao giờ để chịu thiệt. Hôm nay là ngày gia đầu Phượng Ẩn chào đời. Cô đừng có quên, năm đó chúng ta ở núi Tĩnh U, cô thua ta một hiệp, từng nhận lời với ta, cho ta tùy ý chọn một đứa cháu dâu trong Phượng tộc. Cô xem, hôm nay ta mang cả lễ vật đính ước tới rồi. Dù cô có mang cả hồ tộc ra làm sính lễ, ta còn chơi ít nữa là hôm nay chỉ mang nội đan của rắn chín đầu ra là hồng qua mặt ta. Không sợ ta lật tung cả hang cáo của cô sao? Đây chỉ là quà ra mắt. Đợi Phượng Ẩn trưởng thành, ta tự khắc mang sính lễ đến hỏi cưới. Cô đường đường là thiên đế, không được nuốt lời đâu đó. Bệ hạ, không thấy được đâu. Phượng Hoàng Lửa là vua của Phượng tộc, sao có thể gả cho yêu tộc được chứ? Đúng đó, như vậy còn ra thể thống gì nữa? Không được, yêu và tiên sao có thể kết thông gia? Ai nói ta muốn lấy nữ tử tiên tộc các người? Nếu sớm biết người đến đây là có mục đích thì ta sẽ không theo tới. Hồng Dịch, người bớt làm theo ý mình đi. Chưa nói đến chuyện ta chưa muốn đính ước, mà dù muốn thì yêu tộc có đến hàng ngàn hàng vạn nữ tử, chẳng phải vẫn hơn đám tiên tộc chân thối đó sao? Hồng Dịch, không được vô lễ. Tên yêu quân này nóng tính ra phết, lẽ nào có thù với tiên giới chúng ta sao? Đứa cháu này của ngươi tính cách chẳng khác gì ngươi cả. Tiểu tử, nếu ngươi không muốn thành hôn, cũng đừng phụ ý tốt của cô ngươi chứ. Phải biết nhiều lời sẽ phải hối hận. Ngươi có đi không? Hồng Dịch. Hồng Dịch. Đêm cũng đã đến rồi. Dù không muốn bàn hôn sự, tiên giới có rất nhiều tiên quân pháp lực cao cường. Nếu như có thể kết giao vài bằng hữu tốt tại đây, tỷ thí pháp thuật cũng không ổn chuyến này. Lãng phí thời gian.
Con không sao chứ? Tôi đã tạ. Tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, tiểu sư thúc, đây là tiên quân tiên tộc, pháp lực siêu nhiên mà ngươi nói đó sao? Tỷ thí đổi với ta không? Hồng Dịch, không được vô lễ. Ngươi là ai? Tỷ thí cái gì chứ? Chuyện của các ngươi chắc. Ngươi có ý gì đây? Ngươi biết ngươi ban nãy ngươi đá ra ngoài là ai không? Vị này là cao đồ của Đông Hoa Tượng Quân ở núi Đại Trạch. Có bản lĩnh thì tỷ thí với hắn xem. Không cần. Tỷ thí gì hết, ta đến để ăn cơm, không đến để so tài. Ngươi có đi không? Nếu ngươi còn muốn ở lại kết thân với tiên tộc, ta tự đi. Không dịch. Ngươi đừng đi mà. Đã thương cao đồ của núi Đại Trạch, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Thiếu gia Linh Phong từ bao giờ lại nói đỡ cho ta chứ? Ta vẫn còn lời muốn nói với vị yêu quân ban nãy. Nếu như thiếu gia Linh Phong có thể giúp ta đuổi kịp vị yêu quân đó, ruột văn tiên hai ngày qua cổ tấn hai tay dần tặng. Thật hả? Nếu như thiếu gia Linh Phong biết chim dương quyết này thì ta thấy thắc mắc, bùa cưỡi mây dán dưới chân này có tác dụng gì? Ngươi chơi ta? Người ta ban nãy đốt xe tiên của ta là ngươi có đúng không? Là ta thì được rồi, được rồi. A Tấn, bệ hạ vẫn còn ở trên đó xem kìa. Ngươi không sợ làm trò hề sao? Được rồi các vị, vào chỗ ngồi cả đi. Đi thôi. Vị tiên quân này là... Khổng tước Dương Qua Mạc, công chúa Qua Thù đến. Mời. Qua Mặt đưa theo Qua Thù tham kiến thiên đế bệ hạ. Khổng Tước Dương không cần đa lễ. Nhiều năm không gặp, nhà đầu lanh lợi này nhà ngươi càng ngày càng xinh đẹp hơn người rồi. Đa tạ bệ hạ. Mau ngồi đi. Sư huynh, nữ quân ở tiên giới này đều xinh đẹp như vậy sao hả? Nữ tiên quân trong phòng này không bằng một sợi lông tay của Qua Thù. Hối hận gì đến thân với đích dân rồi phải không? Qua Thù cũng đẹp thật. Vậy nhỡ mà phượng hoàng lưỡi nhỏ mới sinh đẹp ác tứ phương, ngươi chẳng phải lại phải thoái hôn lần nữa hay sao? Đúng là phải cân nhắc kỹ lưỡng. Khổng Tước chẳng qua cũng chỉ là tiên môn dòng dõi thứ hai, nhưng trước giờ luôn tỏ ra thanh cao. Ngươi nhìn xem đi, đeo ngọc khảm Khổng Tước trên đầu khoe khoang, mà chẳng nghĩ phượng tộc vẫn có ngọc phượng hoàng chính thống truyền đời, thứ đó mới gọi là tôn quý. Chờ ngọc phượng hoàng xuất hiện, ngọc Khổng Tước lại chẳng phải ảm đạm mất sắc hay sao? Giống như phượng hoàng nhỏ mà xuất hiện, ai còn chú ý đến đàn ta nữa chứ? Chư vị mời. Ở yên trong giỏ, con dùng thuật biến hình ta dạy con chạy loạn trong đảo. Nói,
tại sao lại chạy ra ngoài? Nếu mà con không ra ngoài xem sao? Con cũng không biết bị người chỉ bừa cho ai rồi. Đúng rồi đó Sư Tôn, sau này hôn sự của con muốn tự mình làm chủ. Các người đừng ai hòng sắp xếp cho con. Tính bướng bỉnh này của con cũng không biết giống ai nữa. Giống người đó. Con có một chuyện muốn hỏi. Nếu như là thần tiên, tôn quý sang hèn đều là do trời định sao? Tại sao lại hỏi như vậy? Ban nãy con nhìn thấy vài nữ tiên quân, họ đều muốn được gả cho dòng dõi cao quý. Cả những nam tiên quân đó cũng đều như vậy. Kẻ nào cũng muốn trèo cao, cứ như già tế là tất cả vậy đó. Con không hiểu lắm. Người khác có thể nghĩ như vậy, con không thể. Con sinh ra đã là dương giả, sao có thể biết được nỗi khổ của người khác chứ? Vậy thì con nghĩ kỹ rồi. Con còn muốn sinh ra đã làm phượng hoàng. Con muốn đi khắp tứ phương, nếm trải nỗi khổ nhân gian. Sau đó mới quay về, cạnh tranh công bằng với người trong tộc ngôi vị phượng hoàng. Con nghĩ dương dị dễ ngồi như vậy sao hả? Trải qua quả phượng, không phải trải qua muôn vàn kiếp nạn sao? Chờ sau khi con ra đời, không biết có những khổ nạn nào đang chờ con kìa. Chủ nhân, hôm nay rất nhiều khách đến. Đảo Ngô Đồng thu kết giới lại, ta vừa hay trà trộn và nhân thời cơ ra tay. Qua một canh giờ nữa là thời điểm Phượng Hoàng Lửa ra đời. Ngọc Phượng Hoàng chắc hẳn ở trên người cô ta. 200 năm rồi, bản tôn chờ cơ hội này chờ quá lâu rồi đó. Năm đó hai tộc tiên và yêu phong ấn bản tôn ở sát mục này, Phượng Uyên cũng có phần. Lấy Ngọc Phượng Hoàng đi, giết con tiểu Phượng Hoàng đó. Quỳnh hứa với ta sinh thần năm nay đến nhà ta cầu thần, tại sao mãi chưa đến chứ? Có phải Quỳnh si mê qua thù rồi không? Ta thấy Quỳnh hôm nay nhìn cô ta mắt sáng cả lên. Ta giúp lôi triệt quan sát đó chứ. Thanh y bọn họ chạy đi đâu rồi? Sân lớn như vậy, đến khi đó lại lạc mất thôi. Hôm nay có rất nhiều tiên môn đến dự, đều muốn trèo cao muốn hôn sự này. Để ta nói ngày ấy, các quân ấy đúng là vọng tưởng rồi. Phượng Hoàng Lửa vốn là chân thần linh tú, ngoại trừ duy nhất tiểu thần quân Nguyên Khởi ra, ai có thể xứng đôi với nàng ấy chứ? Chân thần thì đã sao? Hắn cứ mãi ở trong thần giới, chưa ai gặp được hắn. Nói không chừng giả hoàng của hắn mà chê quỷ hờn, Phượng Hoàng nhỏ căn bản không ưng ý hắn. Sao quân có thể bàn luận chân thần như vậy chứ? Sợ gì chứ? Cửa thần giới vẫn đang đóng chặt kìa. Hơn nữa tên Nguyên Khởi đó chẳng qua là đầu thai bay hơn chúng ta một chút. Chẳng phải từ khi mới sinh ra cha không thương mẹ không yêu đó sao? Hơn nữa ta còn nghe nói năm đó thần giới loạn hết cả lên. Mẫu thân hắn nghi hợp với một thần quân ở hạ giới, từng có một đêm phong lưu. Nói không chừng Nguyên Khởi vốn không phải là con ruột của họ. Đế quyến thần quân qua đời, có lẽ cũng vì phát hiện Nguyên Khởi không phải là con trai chân thần cũng nên không nén được cơn giận nên đã nhảy vào cái kiếp diện vậy đó. Im miệng đi. Ngươi là ai? Dám nói ra những lời bôi nhọ như vậy, lại là ngươi, liên quan gì đến ngươi chứ? Đế quyến chân thần chết vì chúng sinh thiên hạ, ngươi đến tư cách nói đến ngày ấy cũng chẳng có. Miệng ở trên người của ta, ta thích nói gì thì nói. Linh Phong đừng đánh nữa. Linh Phong dừng lại, với chung tiền lực kém cỏi này của ngươi còn dám ra mặt thay chân thần, ngươi đúng là không biết lượng sức mình. Khốn kiếp, ngươi thả ta xuống. Quỳnh mau thả cô ấy xuống đi. Những lời Quỳnh nói ban nãy để hắn nghe thấy, nếu như truyền ra ngoài thì không hay đâu. Cô đã nhắc nhở ta đó. Quỳnh muốn làm gì? Ban nãy hắn đã nghe chúng ta nói chuyện, nếu không xóa ký ức của hắn, hắn nhất định sẽ ra ngoài lan truyền kéo theo quả đến. Quỳnh đến chức hạ quân còn chưa tới, mà pháp thuật dân yên phải pháp lực thượng quân mới có thể dùng được. Nếu không may e là sẽ tổn thương nguyên thần của hắn. Không sao,
Ta từng thấy cha ta dùng rồi, xem ra cũng không khó gì, xóa được một nửa cũng được. Tình huống nhà ngươi. Dừng lại đi. Kẻ nào lo chuyện bao đồng vậy? Thả ta xuống. Váy đỏ. Linh Phong. Các hạ có phải là qua tù điện hạ không? Qua tù? Qua tù điện hạ? Linh Phong chỉ nhất thời hồ đồ, không làm thật đâu. Qua tù điện hạ? Ta với cổ tính chỉ là đùa thôi, cô đừng xem là thật. Qua tù điện hạ? Được một nữ tử cứu, thiết nghĩ ngươi cũng là không có mặt mũi nhiều lời. Qua tù điện hạ. Bạn nãy dạy dây giúp ta là điện hạ sao? Hóa ra là những lần ta thành nữ quân ở góc tường ban nãy. Tại hạ cổ tấn của núi Đại Trạch. Chuyện nhỏ mà tôi không đáng nhắc tới. Hóa ra đúng thật là cô. Đa tạ điện hạ ra tay cứu giúp. Vâng rồi. Đa tạ. Hôm nay nếu không có điện hạ, e rằng ta khó thoát khỏi kiếp nạn. Ta sẽ báo đáp điện hạ. Không cần đâu, tiện tay giúp đỡ, không cần khách khí. Không được. Sư tôn từng nói, có ơn ắt báo, có quà có lại. Điện hạ có cần gì cứ việc nói với cổ tấn, cổ tấn nhất định sẽ giúp người. Vì tiểu tiên quân này khẩu khí lớn thật đó. Điện hạ của chúng ta cần gì, tiên quân đều có thể lấy được hay sao? Đương nhiên, vậy được. Ta nghe nói phượng hoàng nhỏ có một miếng cọc phượng hoàng của nghi hợp chân thần ban tặng. Chỉ có việc này thôi, tiểu tiên quân ngươi còn không lấy được. Ngọc phượng hoàng. Điện hạ muốn có miếng cọc này sao? Chỉ là muốn nhìn ngắm thử. Tiên quân tuổi còn nhỏ, chưa trải đời, quả thực không nên tùy tiện hứa hẹn. Không, ta có thể lấy được. Ta có thể đi lấy giúp điện hạ miếng cọc phượng hoàng này. Cáo từ. Điện hạ, tại sao điện hạ phải nhận việc này chứ? Ban nãy rõ ràng không phải là người làm. Ân tình của núi Đại Trạch bày ra trước mặt, tại sao lại không nhận chứ? Nói không chừng có lúc cần dùng đến hắn ta. Kết giới chích quả. Chẳng trách ta làm cách nào cũng không phá được. Không ngờ có thể phá kết giới.
này. Chuyện này là sao? Ta không cần linh lực của ngươi. Ngọc Phượng Quan. Là Phượng Ẩn. Tiểu sư thúc, trong tam giới đến thì khí tức tiên nguyên của Phượng Ẩn cũng không còn nữa, e là đã bị Ngọc Phượng Quan xé nát, rơi vào sự hỗn loạn của thời không rồi. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi Phượng Ẩn niết bàn chứ? Ta chỉ nghĩ là mượn miếng Ngọc Phượng Quan đó xem cậu muốn xem Ngọc Phượng Quan để làm gì. Ta vốn dĩ ở ngoài kết giới, nhưng không biết tại sao có một sức mạnh muốn kéo ta vào trong kết giới. Ta vốn dĩ đã dùng chú trói tiên khống chế bản thân mình lại, nhưng không biết tại sao từ đâu xuất hiện một bóng đen cắt đứt thần trói tiên của ta. Ta vẫn bị kéo vào trong đó. Biến Ngọc Phượng Hoàng đó hình như bị kinh động gì đó, nó đột nhiên nổ tung. Mau đi tìm xem trên đảo có người này không. Bệ hạ, mấy vạn năm mới sinh ra một phượng hoàng lửa, hôm nay không rõ nguyên cớ gì dục tắt, mong bệ hạ ban cho hắn hình phạt rốt xương. Đúng vậy bệ hạ, dù cho hắn là đệ tử của Đông Qua, nhưng hắn đã quỷ đi một vị vua của tộc Phượng Hoàng ta. Thù này không đội trời chung. Thù này không đội trời chung. Bệ hạ, dù có giải thích thế nào, đều do ta nhất thời lỗ mãng mới khiến tiên nguyên của Phượng Hoàng nhỏ tan biến. Dù muốn trừng phạt ra sao, ta đều nhận. Vẫn mong bệ hạ nương tay. Không cần nương tay, bất cứ hình phạt nào ta cũng nhận. Cậu bảo ta phải ăn nói thế nào với sư tôn, với cha mẹ của cậu đây hả? Bất luận ta là ai, tóm lại một mình gây ra, một mình gánh chịu.